hỏi: Thưa sư phụ, pháp hội hộ quốc lần này chủ yếu là tụng trì chú Đại Bi, vậy sư phụ có thể nói với chúng con về tâm đắc của sư phụ không? Đáp: Bồ Tát Quán Thế Âm được thành tựu nhờ pháp lực của chú Đại Bi mà trở thành Bồ Tát ngàn tay, ngàn mắt. Pháp lực của chú Đại Bi thì thông thiên triệt địa và thần diệu vô cùng. Chỉ cần có tâm chân thành với tâm thường hằng thì dù có gặp chuyện không may cũng hóa thành kiết tường, gặp tai nạn cũng thành tốt lành. Sự diệu màu này không thể nói hết, dù có dùng hết lời cũng không sao diễn đạt được. Kỳ này đoàn Hoằng Pháp trì chú Đại Bi liên tục không ngừng, với hy vọng sẽ cảm ứng để mọi người được tùy tâm mãn nguyện. Hỏi: Tình trạng thân thể như thế nào thì không thích hợp cho việc lạy Phật? Đáp: Tất cả súc sanh, ngạ quỷ đều thích hợp để lạy Phật. Còn về tình trạng của chú ra sao thì tôi không biết. Hỏi: Thưa Hòa Thượng, làm sao để nói lời cảm ơn ở trong vạn Phật Thánh Thành? Đáp: Người ở vạn Phật Thành đều không nói cảm ơn. Ai nói cảm ơn sẽ bị phạt dạ 500 đồng. Từ trước đến nay tôi chưa từng nói hai chữ cảm ơn, bởi vậy họ nói tôi chỉ thích la mắng người ta thôi. Hỏi: Để biểu lộ sự tôn kính thì chúng ta nên nói như thế nào? Đáp: Không cần nói, chỉ cần làm. Hỏi: Có phải khi đầu hàng với nghiệp chướng tức là bị thoái tâm không? Đáp: Tại sao chú muốn đầu hàng? Hỏi: Nên làm thế nào mới là một người xuất gia chân chánh? Đáp: Không phạm giới là được rồi. Tại sao có đầu lại chồng thêm một cái đầu nữa mà đi hỏi chuyện dư thừa? Ha ha ha,